Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Sư Phụ Đức Phật Thầy Phật Tổ Đức Thầy chứng minh cho đệ tử chúng con. Và mùa tháng Giêng cũng như là mùa năm mới, có nghĩa là còn cái mùa dịp Tết đó, thì thầy cũng đang lo lắng quá, không biết làm sao, mới vội vàng chạy về bảy núi để cùng tất cả đồng đạo anh chị em của mình để cầu nguyện đền ơn báo hiếu cho cha mẹ của mình, và lễ cầu siêu ngày mùng 9 tháng Giêng là đại lễ của Đức Kitô ở trên Pháp Cao Đại, cùng mùng 8 lễ Đức Diêu Trì Cung ở tại trên Đức Cao Đại Tây Ninh. Thì năm đa đó thì chạy về năm non bảy núi, chứ bần sĩ và thầy không có nhà cửa đâu, chỗ nào cũng ở nghỉ được, chỗ nào cũng có để nương náu bữa cơm, chứ không có là nhà cửa thọ thiệt đâu. Đó vậy. Thì những cái bài này nếu có tới anh em bốn phương, trong và ngoài, khắp bốn biển năm châu, ở đâu có người Việt Nam chúng ta, và ở đâu có người Việt Nam mà để lòng tiếng biết tiếng được đó, sau này cái người ngoại quốc họ cũng tu nhiều lắm đó. Đó vậy. Thì nghe cái bài đền ơn báo hiếu này đó, trong cái một kiện liên thì báo hiếu cha mẹ, nhưng bây giờ bên này đó thì Đức Ngài có cho là đền ơn báo hiếu. Thì lưu dẫn trong đây chút để cho tất cả các chị nhắc lại. Có lắm khi mình không có hiếu mà mình cho rằng mình đã có hiếu. Xin kính thưa quý vị, anh em của mình, lúc bây giờ chúng ta thấy đã cuối mùa, cuối đời đã hết rồi, cũng như cái Tết đó, rồi đó. Sang trọng ăn uống hay là bất cứ việc gì thì cũng qua được cái Tết rồi đó. Bữa nay là ngày mấy của Tết đó, như thế thì bây giờ cuộc đời mình cũng sắp qua như cái Tết vậy đó. Em mất không còn, mà hiếu cha mẹ thì bồng ẩm sinh nở nuôi dưỡng mình cho đến thành nhân, thành công, thành người đó. Như vậy thì mình đã quên đi, mình quên sông thân sông đường của mình đi, thì đã hôm nay thì ngày cuối cùng của mặt hà, Đức Vô Lạc Bồ Tát cùng họp với Quan Thế Âm, với lại Đức Phật Tổ Phật Thầy Bụt Sơn Kỳ Hương Đức Thầy, để nhờ một vị ở phàm nhưng họ có nhiều đời kiếp tu, nhờ họ xuống mượn khẩu để sức khẩu để diệt ra tất cả những cái gì mình đã sai lầm, cái gì mình đã mất mát, cái gì mình đã không có, mình phải tỉnh lại để nghe đền ơn báo hiếu. Đền ơn là đền ơn ai? Một, đất nước, đồng bào, tổ tiên, tam bảo. Chứ không phải nói là bây giờ thôi tôi có hiếu cha mẹ, tôi còn tổ quốc, đất nước sơn hà Việt Nam của chúng ta bất cần, không phải vậy. Đó, đền ơn một đó, thấy không nè, đất nước, đồng bào, tổ tiên, tam bảo. Nói vậy đó, báo hiếu cha mẹ để đền ơn chỉ có tu thôi. Xưa kia tới giờ đó, xin kính thưa quý vị, mình tưởng đâu mình có xe hơi, mình có nhà lầu, mình có ruộng đất, mình có rất là giàu có. Mình tưởng đâu là chắc có lẽ là mình rước cha mình đi, mẹ mình đi xe hơi về ở nhà lầu với mình, hay là mình cất cái cha mẹ mình ở cái mấy tầng lầu đó là báo hiếu sao? Thưa không phải. Nếu quý vị nào có cải thì cũng xin hoan hỷ cho bần sĩ nói thật, nói ngay là dù đứa con đó nó không có một miếng đất, nó không có được cái nhà, nó ở nhà trọ, nhà mướn, nó đi bán hàng rong hoặc là đi mần công ty hãng xưởng chi đó vân vân, hay là bán chè bán cháo gì đó theo đường phố đó, nhưng nó rất có hiếu. Ngày cha mẹ nghe mà về cũng được, vì bán một lần thì lũm hết ùm hết, với con dạy với chồng con đó đâu có về được để thăm cha mẹ, nhưng ngồi đó mà nhớ cha thương mẹ đó, rớt nước mắt thì nước mắt trời trên,
đã nhỏ giọt xuống và ban phước lành cho cái người con đó rất là có hiếu, mà không về được vì không có tiền. Con bệnh con đau, gánh cái gánh hàng này, nhà làm sao có tiền, cùng là làm ruộng mà mình có được công à, 2 công 3 công mà ta mấy mẫu, cũng không được về thăm cha mẹ ở xa, cũng như từ ở Sài Gòn về Cà Mau hay là ngoài Bắc, Hà Nội, miền Trung thì tiền xe nhiều quá, về đừng phải phải cho cha mẹ này cái nọ, thôi cam bất hiếu. Nhưng mà vị đó có hiếu, còn cái vị lấy cái đẹp về thăm mẹ thăm cha, linh đình khiêng đồ đạc đem vô láng giềng nè, với mấy em ở nhà nè, với mấy anh ở nhà thấy mừng, ra phụ rinh đồ rồi vô, thì ở ngoại cảnh này đó thấy tưởng đâu là có hiếu, nhưng mà rất là không có hiếu, chứ bần sĩ cũng không dám nói là bất hiếu. Không có hiếu. Bây giờ luận lại đó, có hiếu hay không vô lại cái tâm của mình. Và đầu đội dây mang, trước thờ trời, chân đạp đất thờ Đức Mẹ, cùng tâm linh thờ Phật, rồi mình sẽ tôn trọng hai giai hiếu thảo. Tổ quốc sơn hà của mình trung kiên. Đó, bao nhiêu đó. Thì sự hiếu đó, hôm nay đó, thì thầy cũng có nói chuyện với quý vị, diễn ra là bất hiếu và không có hiếu. Về hỏi, bà này khỏe không? Ông bà này khỏe không? Ồ, coi kìa, nay thấy mập mạp lên rồi đó. Mất giáo, không có quyền. Mà phải, đứa con có hiếu nó về nó quỳ xuống rồi nó khóc. Nó dịnh hai cái đầu gối của cha mẹ đang bệnh, nó khóc. Cha mẹ đừng buồn con bất hiếu. Con không có tiền để về, mà thật sự. Còn một đứa nữa lo cờ bạc, đánh bài làm bôi danh xã hội. Còn cha mẹ mình ở gần nó cũng không thăm, không giếng, không quậy đôm, không có một cái gì hết. Rồi xã hội đang cần mình giúp đỡ đồng bào. Xã hội là ông cha của mình đó, là ông trời đó, ông chủ tể, ông giúp cho mình để có hiếu. Để lập lại một cái danh phận con người Việt Nam rất rạng rỡ, thấy không? Thì mình đã bất cần, mình say mê cờ bạc, rượu chè, tủ điếm, trà đình. Thì tự hỏi làm sao mà mình có hiếu. Người ở xa bất hiếu, nhưng mà có hiếu. Người ở hơi gần chút, có xe cộ, nhà lầu, về cho cha mẹ ảnh hưởng nhiều, cũng là bất hiếu. Mà có một người nghèo khổ quá, cũng ở hơi gần chút, không dám qua cha mẹ thường, nấu cơm đó hay là nấu chè lén múc miếng vậy nè, chứ đâu có nhiều đâu. Đó, vậy đó, để qua cho cha mẹ ăn. Có gì cũng để ngoại nha con, có gì cũng để nội nha con. Đó, thấy không, quý vị thấy không? Đó là có hiếu. Không phải đại đàn mà có hiếu. Mà cha mẹ đã banh da sẻ thịt để sinh tạo mình ra, thì bây giờ mình phải đền ơn đất nước trước. Đó, đồng bào, tổ tiên tam bảo, hột gạo, hột lúa, tất cả những món ăn tinh chất ở trên thế hệ này đều là nhờ đồng bào hết. Anh em mình đã từng dịp làm để sống chung, mua bán, trao đổi tại nước Việt Nam của mình. Mình ăn chén cơm, tại sao là mình chắp tay cảm ơn trước người tạo ra hột lúa, miếng ăn này, sau cùng người nấu. Thấy chưa? Như vậy đó, chứ đâu phải là mình chắp tay mình biểu ông Phật kia ăn với mình đâu. Không phải vậy. Con xin tạ ơn. Đó. Rồi cũng có cha mẹ mình quá giảng, mình tuổi buồn quá đó, giật lại không kịp, mình để chân con mời, con tạ ơn rồi mời cha mẹ về dùng cơm với con. Thì quý vị nghĩ như thế nào? Đầu năm mới, đó, thầy cũng mới, bần sĩ cũng mới cho một bài chúc sinh, đò chiều còn đợi. Còn bây giờ là đền ơn, thấy không, báo hiếu. Nghe rồi đó, lời nói của bần sĩ, hoặc là xem trong kinh báo hiếu này, phải đi sâu vô trong mật niệm, đi sâu trong bộ não của mình, đừng toan tính việc gì nữa hết. Tất cả Phật tử, anh em của mình trật lất hết. Dạ thưa, con đi chùa được, con đi con cúng chùa được phước chứ. Có một cái tiếng là cúng chùa như thể cho vay.
bây giờ không thấy ngày mai có lời. Nói vậy đó, mình dân cúng Phật không có mất chỗ nào hết á, mai mốt á mình có cái khác. Nói vậy đó, mà có cái khác đâu phải ông Phật ông bưng ông cho mình. Mình vẫn vui vẻ mát mẻ, cái mình trồng cái cây, cái trái, mình bắt khoai lúa gì đó sum xê, vì mình không có cuồng loạn, mình có bất phất bân phân, không thua bài thua bạc, mà mình vẫn có hiếu à, vậy đó. Thì cái mà nó đe dọa mình, nó tử thần, nó cầm dao, nó muốn đem mình đi đó, à, cờ bạc, rượu chè, à, sa mê vô tụ sắc đó, cái đó là nó sẽ kè mình. Mà xã hội cũng không cần mình làm cái việc đó. Nói như vậy thì hôm nay bận sĩ sẽ nói. Như thế thầy chúc trưng rồi sao không nghe, à, thảm não để nhắc lại. Chứ nếu mà ta còn ở đây đó mà ta giấu giếm ích kỷ, còn nói được cứ nói, còn đi được cứ đi, còn làm được cứ làm, Phật dạy nhưng mà làm gì? Làm ăn sinh sống hiền lành, cư sĩ tại gia. Nói gì? Nói tiếng có đức có phước, và nói mềm mỏng đối nhân sự thế, và niệm A Di Đà Phật, cung phụng thầy tổ từng mỗi buổi chiều buổi tối. Đâu có gì đâu, đã vậy đó chứ đâu có cấm mình đâu. Và mình đi làm, mình làm gì? Mình làm công nhân, mình làm ruộng, làm nương, làm bất cứ chuyện gì đó. Thì thầy ơi, con đạo Phật giáo mà con đã ở cái làng sớm chài lưới, từ từ rồi mình sẽ tìm mọi cách giải thoát cho con. Mình đừng có vướng cái nghề của cha, và mình xin sám hối từ từ. Chứ bây giờ đương nhiên bữa cơm, nồi cơm cắt ngang rồi đi xin ăn sao? Mình có nghề nào quen đâu. Nói như thế thì Phật cũng sẽ mở rộng cho mình có thời gian. Nhưng mà trong thời gian đó phải quyết định. Phải quyết định, con suy nghĩ, con không làm được. Vì mình mẩy con ước mem mà. Đó, thả bền bồng, sống bủa ba đào khi con đã chết. Con giết bao nhiêu cá thì con cá nó sẽ rỉa lại biết trao muôn thay. Đó, như thế thì đừng làm. Và săn bắn cũng tạm dừng lại để tha thứ cho tất cả các con vật. Nó đang tung mây lướt gió, nó đi trên không gian, nó mổ, nó kiếm, mà nó có xin mình đâu. Nó có làm phiền mình đâu, nó có chửi bới mình đâu, mà lỡ bắn cho nó đổ máu rớt xuống coi được. Nghề đó là nghề mau chết lắm đó quý vị, anh em của mình. Nếu trong cuộc có ai là người đi săn, thợ săn thôi, đừng làm thợ săn, đừng làm nghề săn thú nữa, mà mình sẽ đi làm ăn như nãy giờ thầy nói đó. Và mình làm nghề tu đi quý vị, không ai giựt hết, và cái nghề này hiền lương vô cùng. Không ai biết hết. Trong dịp chúc xuân ở tại rừng Thara, thầy buồn lắm đó. Cái ghe thì muốn chìm, sỏi đá đựng đầy đặt hết. Rồi một mình người hàng sĩ, bần sĩ này bơi có nổi không? Mà kêu ngoắc tất cả các vị nhưng không tin tưởng. Tin ở bên ngoài không? Ngồi để có, để nghe, để vui. Đó. Rồi đem cái tiếng nói này về để buồn ngủ, mình ngủ cho nó ngon, ru mình ngủ cho nó ngon. Chứ không có đức tinh thần. Thì bây giờ thì mong tất cả Phật tử anh em của mình trong đồng đạo phải trọn vẹn đức tin với Phật thì không có gì hết. Dù có chết cũng được tốt, đúng ngay giờ rồi mình đi về. Đó, sinh tử bệnh lão, bệnh chết là như vậy. Còn mình đừng có bao giờ mình làm những cái chuyện gì nữa. Trễ mùa rồi. Có một đêm thanh tịnh, bần sĩ ngồi ló kiếm đào, kiếm bên trong của mình à. Và mình hỏi lại mình coi gió bão ở đâu. Bão trong lòng, bão trong tâm tánh hố sâu, trong cái biển cả trong lòng đâu ôm được. Vì phạm rồi, tất cả quý vị, nói ngang nói ngược, nói đua đòi để nói vượt qua bờ,
con sĩ bằng nói chuyện đến thân, đặng khuyến thuyền đúng giờ mình lui gót. Ai ai sanh trưởng mình ra cha mẹ thì mình phải nhỏ giọt để tu hành rồi báo hiếu tứ trọng ân. Nào đâu ai biết kề gần, cũng có người biết nhưng ít thân nghe. Người phải tỉnh dậy để vui tư chấp nhận, nếu mình sống còn đừng làm bận mẹ cùng cha. Hai cháu kia đi học làm khổ ông đại cùng bà, đó là đại tội ai hại hà cho hay. Sửa đạo lại đi quý vị, phía đông rồi lại phía tây, đừng mơ đừng ước nữa rồi Phật thầy buồn khiêu. Dạy trò không biết bao nhiêu, Đức Quỳnh giáo chủ đi còn kêu lại trần. Kiều đạo ơi, ráng học ngon, đạo quá kệ gần. Thầy để là bốn cuốn bốn quyển đó, là thân tâm của mình. Xem đi đừng trống đừng kinh, ngài lo sinh sống tối mình lo tu. Xem bốn quyển đó, dù ai có mờ lu cũng bừng ra ánh sáng, để rồi lo tu cứu mình, cứu cha mẹ. Mình là bậc ăn sinh cũng được, miệng bằng tay mình phải gieo phước rải ân. Ngày mai thầy đã về gần, biến rồi quý vị rồi hồn thần tự nhiên. Ngày tới đây đó, lập lại hậu thổ hoàng thiên, đổi đời đồ đổi trời đổi đất không tự nhiên đâu trò. Phải cố gắng. Ai cũng muốn sống được tự do, mà tại sao giai nghiệp rồi không đó trả dần. Phải tu mới hết nè, dù cho tội lỗi trăm ngàn lần, ngày qua có tội rồi ngày lần là nay. Biết ngộ đạo, biết tỉnh lại không có sai, thì là Phật gỡ kẽm trong gai cho mình. Tiếng niệm Phật dù sắc đinh cũng quẹo, Phật trong lành ắt kẹo yên nhiên. Phật là cha mẹ rất hiền, là đại từ phụ vô biên kia càng. Đạo nào cũng qua đạo cha mẹ ông bà, già tổ thầy và Đức Phật Thích Ca của mình. Phải cố gắng. Người tu mà đâu có ngựa nghinh, tướng đi cũng sửa nè, rồi mình sửa luôn. Không tìm chi ức triệu vàng muôn, mình tìm bữa cơm thanh đạm đừng buồn rồi tu. Tu để hiểu, tu để vượt ngục tù trong tâm tánh. Tu để còn của ba tánh nguy cơ. Ngày nay đó hỡi con chờ, đó là bần sĩ hiện giờ phân dân. Báo hiếu cha mẹ, tứ trọng ân, còn hơn ngà ngọc vàng cân đầy nhà. Cha mẹ có hỏi, có kêu, có nói đó, mình đừng nạt, đừng la. Mình dạ thưa cúi đầu với mẹ, mẹ tha con khờ. Mẹ gọi con, kêu con, đấng mẹ nhờ. Mẹ nhờ chi vậy? Hiện giờ con đứng đây, cái này không có cả bày, chữ cha mắng mẹ đồ mày là ngu. Sao đây phải xuống diêm phù, đang chờ những đứa quá ngu quá đần. Bậc khiếu tử thì Phật thần nào có chứng. Còn nếu mình bất hiếu với cha mẹ mình rồi mình đứng vững được đâu. Tu đi của cha mẹ không đâu, khỏi cần mặc áo sồng nâu nghe trò. Phải cố gắng, đừng có hát hò tua cái miệng.
tắt ngọn đèn phàm đi để tu luyện ở bên trong. Đèn ta, ta có trong lòng, ta không bật sáng để rọi trong tâm mình. Phải cố gắng, mình bật an sinh cũng được. Mặt tình đời có nói ngược nói ngang, hay có bạn mình, anh em mình mà cái miệng quang quang, cũng nín lặng mình đừng than đừng thơ. Quý vị có biết chăng chỗ này là nợ, trả mãi trả hoài thầy sợ không trôi. Không tu biết trả cho rồi, chừng nào mơ hết nợ dân ôi ráng nhìn. Cái này chưa hết á, mình dai cái khác. Cũng như mình còn mà mình vẫn ăn xin. Nay đây thầy tổ đang trọn tình dạy khuyên, để mình đừng khùng đừng dại đừng điên, để theo Phật lý tu yên nghe đời. Mau trở lại đi, gấp 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 thời, để không được gặp nạn nè, gặp đời gian nguy bệnh tình tràn ngập. Vậy thì không đau cũng chết, rồi nguy vừa rồi. Phải cố gắng, mình đừng có yêu thương cái đời. Yêu thương Phật lý chưa còn thời nguyên cơ. Sau đây đó, được bình yên rồi đó, Phật rước thầy chợ, nơi tây cung Phật đợi. Hay ngọn cờ ở đâu, tây phương Phật đợi chờ đâu, A Di Đà Phật từ đâu bay về. Phải cố gắng đi, tu sửa lại hết đi, phải chỉnh tệ, nói năng phải bậc thiệp, phải nhớ lời thề không quên. Mình tu đừng nhớ tuổi tên, hay già hay trẻ mình quên cho rồi. Vì báo đáp tứ trọng ân còn xa hỡi xa xôi. Quên cha quên mẹ rồi mình ngồi mình tu, cái đồ tu á mơ lu, ngồi thuyền rồi cầu nguyện công phu dở đời. Lo báo hiếu cha mẹ để phải tu tốt chứ đúng. Đừng có tu không dạng một nơi, nói một lời ý chí đi đôi. Dù ta có bỏ xác đây rồi, xác thân như củi một trên đồi ngã lăn. Nghe bần sĩ đi, tu khó lắm đó. Mà mình biết được cái buổi này là mình rất là đại căn, đại đồng có phước, rồi mình mới tăng kiếp này. Tỉnh giấc mộng đi, có Phật thầy chứng kiến. Rừng khuya ơi xuất hiện thánh thần, trong quân này độ hết tí quan dân, độ hiền hậu độ ân cần hôm sớm. Độ cho họ bỏ cái đời tanh hôi ghê gớm, bước chân lên đến Phật đà rồi đau ốm không nghe. Bệnh tình có Phật chở che, đừng tu rồi hẹn rồi về không nên. Nhớ thì dặn, mình có quên á, uổng lắm. Đừng có thấy bây giờ mình nằm chiếc chiếu gấm rồi gối thiêu hoa. Trong mình toàn quỷ toàn ma, trong mình là cát bụi không sanh ra việc gì. Phật nói mình là chúng sanh mà. Sanh ra đạo, sanh ra dòng suối nước từ bi, sanh ra ngà ngọc lu ly trên trời. Tại sao? Tại sao mình sanh ra hung dữ? Mình hỗn ẩu nè, mình lấn lướt với cái đời, mình tranh danh chi vậy? Uổng thời kiếp thôi. Bây giờ mình đang sống, đang ngồi, mau lo niệm Phật đặng bồi đức ân. Niệm Phật rồi hiếu cha mẹ mới được gần, dù cho nay tạo mai tần cũng tu. Khôn hết sức chưa, đâu có ngu. Nếu ngu chui vô bụi rồi ôi vô lầm.
mình biết khôn ngoan đó, mình tránh miệng hùng. Đây là lan sói đó, bọc trùm gần ta. Thấy chưa thầy nói hơn hà thì nhìn không có người ta được nhiều, thấy không? Thầy nói ra đó, múa dao, múa kiếm, múa rượu, muốn ăn tư nuốt sống ít nhiều chúng sanh. Anh em còn lại nành tranh, cha mẹ còn lại mê công danh đó rồi. Phụ đứa con khổ đó, nó đói, nó khát, nó ngồi, rùi bu kiếm đầu đó, không đi thôi phủi giùm. Cha mẹ đó là chờ thú dữ miệng hùm, nhưng mà mình làm con đại hiếu thì trời cứu giùm không sao. Hôm nay bần sĩ diễn ra cái câu đó, mình phải nhớ nha. Ơn cha mẹ như hàng rào khép kín, mình muốn mở ra phải nhờ lệnh mẹ cha, cũng như lệnh trời đất Phật Đà. Muốn tu tịnh phải quy hòa về nhất một, phải quỳ lại, phải làm cho xứng đáng là một rừng cổ. Phật thấy mình như kẻ ăn mày mái mốt, Phật hổ liền. Quỳ xin công, xin bạc, xin tiền, xin con tu niệm dứt não phiền phàm phu. Phật ơi, khi hạ thế con sinh ra tới giờ quá dại quá ngu, quên ân cha mẹ còn không tu để đền. Ngày hôm nay con nhờ thầy tổ Đức Phật dặn dạy con không quên, nhờ ông Di Lặc kệ bên sám truyền, nhờ Đức Quan Âm Bồ Tát bơ một chiếc thuyền, đại lòng đi khắp y cả triền miên độ người. Lúc khổ não đó, bà cũng vui tươi hạnh đạo. Sao? Sao con không học theo bà? Để rồi vào ở trong trăng, học theo những chuyện khó khăn, tạo nhiều chuyện khó rồi như sao dân kia kìa. Ráng tu tịnh, buổi canh khuya nó rừng nổi, gặp lại đạo đồng rồi thì thầy đâu có hỏi làm sao. Có bao giờ thầy ngủ nghỉ được ăn giấc phút nào thương đạo, quả biết làm sao cho tròn. Kể từ đây một vị cư sĩ đại gia cũng vậy, ráng thu hồi cho gọn, để cắt đứt não phiền, để hưởng trọn phước ân. Buổi nguy có thánh có thần, thường theo gia hộ ngồi gần mình đây. Nhưng mình không biết á, mình tưởng nói chuyện với tao với mày, vô tình mình phạm tội đức thầy kìa. Con phải nghe rõ nha, đừng để hao mòn thể xác. Kể từ đây chúng con phải tập học theo Bồ Tát Quán Thế Âm. Ai mắng ai chửi cũng vẫn âm thầm, âm thầm mà vui vẻ để tâm lý chân. Âm thầm để rồi thọ rồi mang ơn. Ai hung ai dữ mình nhờ đó qua cơn chốn này. Học theo Bồ Tát đi quý vị, anh em bốn phương, để Phật chuyển trời xây. Mình là Bồ Tát phút giây không lường, thấy không? Mình đem của nè, đem tiền nè, gạo cơm để cúng dường. Mình đâu có tiếc, nhưng mình dọn đường rồi đó, thì giờ mình cứ niệm Phật Di Đà. Sáu câu lục tự là cây cột nhà thiên nhiên. Niệm đi, niệm Phật liền liền, niệm rồi dứt não chớ ghi phiền là tu. Niệm hiền đó, đó chứ đừng có niệm ngu. Niệm từ hung dữ rồi ngồi công phu tham thiền, để tịnh tọa, để nối liền con của Phật, để về Niết Bàn đã hưởng bảo vật trân châu. Vật quý đó bây giờ bằng sĩ ơi, để ở đâu? Để trong tâm tánh, trong tâm linh chứ để đâu bớ đầu.
mình mở ra đi rồi sau này mình giàu, mình đắc quả rồi rồi ai tạo quá dương. Niết bàn bơ bơ mỗi người, ráng thuyền môn trở lại vui tươi tu hành. Bỏ hết thảy đi, đâu có gì danh, đâu có gì đợi. Chết suốt cuộc đời đâu có ai đợi ai chờ. Việc hôm nay mình ở dưới bùn nhớ, đang rơi xuống biển hiện giờ đang thấp thân. Đức Phật thầy với thầy nói, con ơi, thải cái phao xuống đi cho nó nắm, nó níu, nó lên, nó tưởng là hòa với món. Chứ nó chết ngọt ở biển trần rồi, nó không biết được đâu. Về đi, ta nói đôi câu, ta ngựa điện của trần hồ mũ sơn. Điện của Phật, chứ không có điên sờn nơi trần thế. Ta điện của Đức Phật Ngài rồi diệu kế sai đi. Điện gì biết được từ bi, điện gì biết được lưu ly cõi trời. Điện biết được cảnh xa dời thay đổi. Biết tới đời rồi ráng sám hối mau mau. Dù ta có phải sang giàu, chúng vô thuyền nổi rồi ta nhào đi đâu. Chiếc đò ly biệt chờ quý vị đó, chờ quá lâu hay là mau đó, thì đây rồi sẽ hiểu. Buổi cơ hàng thờ dụng biếu tay ra, trời ơi, thế kỷ thứ ba tiêu tan hết thải rồi, mỗi nhà làm sao tiêu tiền của nè, tiêu nào vật chất mà xác thân mình còn mất tức thì hỏi vậy mê đờ lưu liếng nữa mà chi. Ta phải ráng kiên trì nhân nơi làm ăn khổ đi, mua bán nè hay làm cái gì cũng được hết á. Thầy đâu có biểu quý vị phải lại rồi lại phải quỳ bái lại làm chi. Thương thầy về ráng tu đi, thầy mình đang đứng cõi từng khi cung trời. Thấy mình khổ đó, thầy cũng rơi nước mắt. Biết cảnh quân ba thắt ngặt cẩn kề, muốn đạo tâm Phật tử đi về, những nghiệp còn nặng tội kề còn quá xa. Tỉnh đã đi rồi kiểm mình thấy cao cả. Trời ơi, thầy nói thiệt kìa, con quá đã tội mang. Chừng nào con được rảnh rang đừng hỏi câu đó, rồi thầy toán buồn rầu. Mình hỏi là mình đi, cái nghiệp nó ở đâu? Tội như cồn, như biển, như bể dâu không lường nữa. Rồi cái gì nó án mắt mình không thấy đường. Tiền bạc, bạc phố, phường, xâm xê, xe hơi, nhà cửa nắng nề. Tài hoa sắc đẹp nó án u mê mất rồi. Thôi, chúng ta tu đó phải phủi sạch để ngồi. Nụ cười của Phật chưa cười rồi ung dung. Nụ cười phàm tục tứ tung, cười giờ chút nữa rồi rét rung khóc rồng. Thấy không? Như thế mà mình không biết cảnh não nồng. Mình quay về sự thiệt đi rồi giống dòng chứng minh. Con ơi, trên bước đăng trình, tội gì mà thầy dạy giáo sinh bụi cùng. Dân lệnh Phật, dân lệnh của ông đầu khùng, ông già ông cả đó. Ông không nói tứ tung đâu trò. Bây giờ niệm Phật không lo, để khi mình tắt thở nằm có còn gì. Rồi mượn người ta lợi đó, ta hộ niệm, rồi để khiêng đi, khiến cây củi mục làm chi bớ trần. Dục quăng đi nó đi. Vì hồn linh, nếu ta tốt, ta đắc quả về thánh, về thần. Nếu hồn ngu dại thì xa lần ngục môn. Còn ở đâu? Hả? Mà rước thầy nè,
trống phách nè, kèn tộn. Thấy không? Làm đám linh đình để đãi khách nè, thấy không? Còn dập dồn quá ngu. Bần xin lỗi câu đó, ở chốn Diêm Phù bây giờ nói thẳng cho ngự tu sáng ngời. Đừng dai mượn nữa. Cái gì thực tế đó thì mình cứ làm. Bằng không mình tựa chứ cô đàm bổn sứ, đêm ngày niệm Phật vô dư, ráng lo phước báo đại từ đầy thân. Hôm nay đó thì thầy có cho mấy lời. Bây giờ nói như thế là nó trùng điệp chứ nên mình không có hiếu. Đã là đức thầy nói là mình là báo hiếu tứ trọng ân, bốn cái ân, đền ơn nè, đất nước, đồng bào, tổ tiên, tam bảo. Đó, thấy chưa? Mà mình, nếu mà anh chị em hay ai trong cái gia đình mà có gì cái mình chửi, cũng như trong xã hội nước nhà của mình, ai sai có phần, mà ta sai để cấp trên, để cấp trên trời đó, để xử lý. Con mình là con nhỏ, cát bụi, ha, là con dân. Mình tu mà mình phạm nhiều cái tội mà mình không biết. Mình mong giặc tới nè, mong ta chết mình coi nè, mình trong đời tới chưa tới, mình thấy mình rung rồi, thấy không? Sau đây dịch mà nó tới chết một làng nữa đó, cho mình rung. Bây giờ đó, Phật thầy có nói, Đức thầy có nói, khắp thế giới cửa nhà tan nát đó, cùng sống làng sơ sát quạnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc kiêu, cơn tận diệt lập đời trở lại đó. Thì bây giờ đã tận diệt rồi, lập trở lại mà kinh nó đọc đào 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 nhưng mà không thi hành được bên trong của mình. Bây giờ bắt buộc mình phải đi vào bên trong của mình, thế giới Di Đà Cực Lạc Tây Phương ở bên trong của mình, và tội lỗi nghìn trùng ở bên trong á, mình kiểm ra coi, đừng có chối đừng có cãi nha. Đó, để trời trên thấy hết rồi, bây giờ thay đất đổi trời, thay tàu vũ trụ tới. Tại sao bần sĩ lại nói vậy? Thiệt đó chứ. Cái xe cũng có giới hạn 40 năm. Chiếc tàu này 20 năm, 25 trăm triệu ức của cái vũ trụ này. Thì bây giờ phải thay thôi. Mà cái ngày thay tàu đó, mà mình như thế này đó, biết tu hơn, tiến hóa hơn, nhẹ nhàng hơn. Mình dai chi, mình nói chuyện người ta là dai rồi đó, cổng người ta đi đó. Đó. Rồi chuyện của người nào mình cũng xía, mình báo đáp hết trơn trọi á. À, chuyện ta làm tới các nhà các cửa kệ ta cất chi, mệt quá, mình mệt ta khỏe người ta mới cất được, không nên nói. Để tự ta nói, tự ta thấy, tự ta có cái bóng đèn trí tuệ ta thấy. Còn mình bây giờ mình còn mơ mà mình đi nói người ta, đó là mình gánh thêm đó. Đó chứ không có gì. Còn mình chửi mắng là mình gọt những cái trái mướp trái bầu cho nó sạch sẽ, mình chửi mắng nói vậy đó. Thì bây giờ mình phải công khai, mình phải công lý, mình phải công tâm, mình phải công thành công do cái tâm của mình đó, do cái công đức của mình đó, phải ráng cố gắng. Và đi chùa đừng kể công, giúp đỡ đừng kể cho ai, đừng nghĩ nữa đó, để nó mất rồi, nó mất mà còn. Bây giờ quý vị thấy nó còn kìa, mà nó mất tiêu rồi, không có gì hết rồi, nói như vậy thì quý vị nghĩ như thế nào, thấy không? Thì đâu có được, bần sĩ đâu có được mạnh giỏi đâu, nay bệnh may đau mà, nhưng không sao đâu. Cũng như chiến sĩ ở biên thùy, biên giới, biên cương á, còn giặc con kia nó lâm le thì mình còn một viên đạn cuối cùng cũng xông phong ra trận tuyến. Các thầy mình á giảng cho tới chết, tới mất xác hay là phục hồi ở đâu đó, thì bây giờ thầy còn nhỏ giọt mượn người khác để nói, sợ con dân mình sẽ bị tiêu diệt và sợ đạo không còn tồn tại. Ngài mới lập ra cái thành làng của đạo đó, thấy không? Làng Hòa Hảo. Như vậy đó. Đã, cũng như Tề Thiên mà đi đó, sợ yêu quái bắt tâm tạng. Bắt ai? Phải tâm tạng không? Đường Thắng đó hả? Phải không? Với cái gì đó, Sa Tăng bắt giới đó, sợ vẽ cái dòng vậy nè, mà khi vẽ đó là cái dòng phép. Còn thầy mình đó, Đức thầy mình đó, lập một cái làng đó là phép không đó, khoanh dùng đó. Ngài biết cái làng đó còn, ngài khoanh ở đó để cho mình núp bóng, mình tu, mình nương theo mình tu. Cái này không có tu chơi. Bây giờ rước giặc về làng ấy nữa chứ.
đùng đùng cờ bạc rượu chè, ôi làm tứ tung hết rồi, có mang tội với đức thầy không? Mang hết đó. Rồi ma quỷ nó xen vô đó, nó hại, nó làm cho tiêu tan. Rồi đỡ thừa con ở làng Hòa Hảo, sao con không, tại con không tu, tại con không có đại hùng đại lực đi triệt ma đi, để mình trở lại một cái khối ức thiên nhiên của thầy dặn mình. Đó. Thì nếu mà mình tưởng thầy quyết liệt thì thầy ở gần bên mình, ở trong trái tim của mình, không ở xa. Khỏi cầu khẩn, khỏi gì hết. Sự hành động của mình đó, thì cõi Tây Phương Cực là ngôi trời đạo lợi đã biết rồi. Mình chỉ lắng tâm mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì nơi cái tia ánh sáng hào quang phúc cầu của quý vị trong mắt nó sạch đó, nó sẽ chiếu trên này hào quang phản chiếu. Cũng như dây điện thoại vậy đó, điện này nó ráp với điện kia, nó đủ nó đủ cái gì đó thì điện cháy, nói vậy đó. Còn mình bây giờ không, mình niệm tầm bậy, Nam Mô A Di Đà Phật lần nè, lần chuỗi, có khi thầy buồn lắm thầy cũng nắm sao chuỗi lần hay lần chi vậy, rồi trong này nó trả lời vậy thầy, thầy nói thôi cầm cho nó vui. Chứ còn không có lần, không lần lượt nữa, con ơi đừng lần lượt nữa. Cứ tịnh độ theo thầy mình rồi đứng giữa trung minh. Chuỗi kia đâu có phí tình, mình lần cách mấy chính mình còn ngu. Lần chi rồi xuống diêm phù, đừng lần chuỗi nữa, cứ tu trong lòng. Đem đeo cho nó tốt, nó phát hiệu là mình là người biết niệm Phật đó, chứ không gì mà phải vậy. Nghe thầy đi rồi chống gậy về thuyền, thầy bơ qua sông để nhập hóa triền miên, về gặp Phật, gặp tiên, gặp thần. Con phải nhớ rằng buổi quân hạ ai người cứu canh, mình coi chừng lầm ba tánh gặp nguy cơ. Phật trên thầy xuống đợi chờ, dạ phàm ăn ở cùng mình nghe chưa. Như thế đó sống trưa mình không có biết, Phật với thánh nhân lâm phàm rất tuyệt rất sâu, đâu mở miệng ra nói ta là Phật đâu đâu, để cho phàm hạ đôi câu đâu đời. Phật xuống như bông trắng nè, thánh thần nè, để độ dân trong phút cuối. Tất cả quý vị về rồi nhớ bụi công phu, dù ăn dù nói ráng tu, dù nằm dù đứng cũng công phu trong lòng. Mình mạng mượt tưởng đó là công phu đó quý vị, chưa có sống mình khai cho được suối lòng còn dơ, răng tu tịnh chứ đừng có tôn thờ ở ngoại cảnh. Sao mất hết nữa rồi đó, đức thầy có nói được, thầy không có lãnh được đâu. Hương đăng ngài nói bãi phục cầu, đừng dâng đừng đốt mi nữa, sống đâu bớ trò không, thấy không? Như thế thì mình phải ráng chứ, thầy đã nói với mình rồi mà. Hương tiệc đăng lui bãi phục cầu có nè, hương cũng không có tiền mua nữa đó, sau này đó rượu đèn đó thì đâu ai chế ra làm nữa, nhớ không? Làm không được, làm nó chảy mất hết rồi. Không biết cái vũ trụ hay là cái không gian này nó lạ lắm. Còn cái cây mà mình xe cho dính nha, nó không dính nữa, mình đốt ở đâu? Thôi mình đứng ngay bằng Phật mình đốt, mình đưa cái đầu mình nè, mình chắp tay, mình đốt cái dung nhang mình cho Phật đi. Dạ bằng xin, thầy nói nghe dị kỳ quá, con mà con đốt con đốt con đi, con dâng hương con đi, thì cái hương thơm của con đó nó đã bay tỏa khắp mười phương lận kìa. Còn cái nhang này bọc cưa mà, cái giống gì không à, thấy không? Rồi nó để cái hóa chất đó, đó hóa chất quỷ ma nó đẩy vô. Bây giờ á, từng các vị đại đức, các vị thầy bị bệnh hết. Cho nên bây giờ đạo chúng để trì tụng kinh để hương khói giảm bớt rồi. Cho nên đức thầy mới báo trước. Có đúng không?
hương tiệc đăng lui, bãi phục cầu bãi là bỏ. Đừng cầu nữa. Cầu cái gì nữa đây? Thực tế vậy mà mình không tu rồi mình cầu cái gì? Đâu có gì phải cầu. Đấy vậy. Rồi cái tiếng cầu đó đó thì thêm cái cầu kỳ. Hãy đi lại anh huynh trưởng này cái lễ mễ đứng chắp tay quỳ à, thấy không à, gặp các đệ đức thì được rồi, cái đó lễ kính thầy được nó như vậy đó à, bãi phục cậu à, đó phục là gì, bận y phục lên nha nè, mặc áo đồ lên đàng hoàng nha, đó cho nó ra vẻ người tu đó, đó vậy đó à, y phục rồi lên đứng cậu rồi đứng lại bằng Phật cầu nó cầu nguyện bãi bãi bỏ phục cầu đó vậy đó. Mình đi lợi thầy có gì đâu, áo rách ở trần bằng áo thun vì mình đang đi rồi mình nghèo mình không có cái áo simi, không có cái áo binama, không có cái gì hết à, lấy gì bận. Rồi bây giờ áo giới giúp cho người ta được, người ta không có cơm ăn vậy ta kinh doanh á, giúp cho người ta giàu một chút. Chúng có gì một cái áo thôi bận tới chết, giặt vũ treo lên ngay bàn thờ chiều mặt vô lễ thầy rồi cởi ra chứ đâu phải bận đi ngủ, đâu phải bận lăn ở chỗ bàn thờ thầy phải không, như vậy thì nó đâu có tốn phí gì mình đâu. Không được đâu, trội giải này không có tốt đâu, đi kiếm giải khác. Cái này mình mua cái áo này có 300 mà bây giờ mua cả 1 triệu trộn vừa cho hơn người ta đi cho nó chiếu chiếu vậy nè à, mắc cỡ không vừa nói mà vừa rồi khinh dễ phê bình quý vị luôn đó. Để 1 triệu ngàn đó cho người ta ăn cơm nè, bệnh viện nè, thuốc men nè, bệnh tật nè, lên máu nè, thấy không? Ông kia ông trồng một đám ông không có nồng bạc bỏ phân nè, anh lấy 500 nè, nè đi mua phân mua tro về bỏ đi, đừng nữa anh bán anh nhờ. Trời ơi, ta lại trời lại đó, không có đâu, đi ngang quá đó à, đám rẫy của mình rất tốt nha, cái đám của người ta bên đây sâu rầy không không tốt, anh sao trồng sâu rầy không, cái đó mang tội trước đó. Bữa nay thầy diệt ra hết cho nghe, đâm mình không giúp người ta, có thuốc sâu cho anh miếng nè, anh lấy của tôi anh xịt đi, đó là thế giới bình đẳng. Ừ. Và tôi đưa 500 nè, 300 nè, tôi cũng không có tiền đọc đi mua phần bỏ vô, thấy không? Ai cũng dụng lợi với mình, chưa tu được, cái thế giới chưa có được, ông gì là ông nói chừng nào. Chừng nào dân có tình thương thì là mới thấy Phật vương ra đời. Nghe nghe con. Để tiếp lời bần sĩ. Nghe đi trò đấy thì chỉ con đường. Ở chỗ này không phải trung ương mà trong tâm tánh mình thường thường cân nhắc lại. Ở trong tâm của mình đó, mình nguyện cầu khẩn giới để cứu khổ cho người qua lại như ta. Người không cơm ăn được vậy mà bà già không thuốc uống rồi hít hà lệ rơi. Mình đâu có thấy. Mình là chùa hang, không phải mình phê bình chùa, là thấy Phật nè, Di Đà nè, thấy người Bồ Tát, thấy bà Quan Âm à, chứ mình đâu có nồi đêm thấy được âm thầm. Cô bà chị bác kìa, họ đang lâm tai nạn. Mình đi đi, đi chơi đi, đừng đi du lịch tốn tiền lắm. Đi khắp xóm, khắp làng, đang thử coi có cái khu già cả rồi nghèo nàn biết bao. Mình đem tiền ra đó đi, yeah. Ít cũng được. Mình cho đi, cái đức đó rất giàu. Thấy chưa đem tiền quăng sông biển rồi biết nào đâu đâu. À bố thí cúng dường mà mang tội thâm sâu. Còn trò nghèo không có mà ẩu phước đầy. Cho con trái dừa, trái bầu, trái mướp mà. Thấy không? Ừ, mà cũng được. Khen đây. Ráng đi trò nhé. Sau này bình an tập đi. Tập tu mới được chứ. Về làng. Tập hiền mới được khôn ngoan nghe trò. Tập làm mới được ăn cơm no. Chớ còn làm biến rồi ai cho bây giờ. Thầy nói cạn đó.
Lý thơ của thầy tổ đem nơi đây để bối bổ cho trần. Nói hoài hoài, nhất là thầy đã lập lại tứ trọng ân, rất là năng để gần hồ tu mình hành đạo, đem thân phận bốn miền ta vào để giúp đỡ mọi người. Còn khung bảo đừng quên, đừng giận hờn họ giữ họ tên, mình cũng xem bình đẳng rồi mình quên cho rồi. Kẻ giàu có là như núi như đồi, mình cứ ngó ngay cặp mắt mình à, đi thôi đừng có xìa. Nhìn rồi mình tủi thân kia, ta nghèo ta đói rồi bên kia khốn nạn. Tại sao họ hung dữ mà họ có bạc có vàng, có lầu có đài à, có đất, còn mình cơ hàng như như. Mình không kiểm đảo lại người, mình không có gieo phước đức kiếp kia dự kiếp này. Người ta có gieo đâu quý vị. Kiếp trước ta gieo quá đầy, bây giờ ta hưởng đó, mà giờ này ta không gieo thì hưởng hoài cũng hết, rồi ăn mất cũng nghèo. Còn mình gieo được thì mình theo pháp truyền thôi. Đừng có phân biệt nữa nha hông, ráng về tu đi cho được bình yên. Giả ra là một người điên người khùng đó, như thế đó nè. À, bần sĩ điên như nghe trống đánh thùng thùng, trường khoa sắp vào đó đó, bơ anh hùng bốn phương. Trở về rồi ráng tu bương, để vào dự thính hội trường tân dân. Ông Di Lạc ông ngồi kìa, hỏi ông đi, rồi ông sẽ cân phân. Ai, ai tội gì ông ngồi đó nè, hay không? Nhưng mà hơn dặn cân ngọc ngà, hào quang Đức Di Lạc cho đòa. Màn này của Phật vậy mà nay mới, màn này của ông Di Lạc đó quý vị. Ông xuống ông khai, ông làm cho đời mất mát, trừ ngày mãi ai còn nữa. Cái xích trường càng khôn ông nắm đi đó, với cái túi tôi càng khôn ông đi đó. Ông đi đứng dưới biển ông lên hòn, ông coi ai là căn của Phật hay còn ông bỏ vô. Ông về nước Phật đắp tô lập mấy đời mới mẻ, còn vô đại vàng ráng đi. Đức Di Lạc lập lại cái làng. Bộ sơn thất tử hơn lụa vàng nãy mới, thất sơn mù nhiệm có ngày, ba bên này bốn phía làm cung đài lưu ly. Sao chỉ có thất sơn đó, có bông đá ngọc chiếu khắp tất cả, vậy thì làm cho các nước nó đi rung thần. Nó bay qua, nó qua đây nè, nó lãnh phước lãnh ân, hay nó qua đây rồi nó bỏ xác thân đầy đường ông trời. Ông đổi lại trung ương, có ông Di Lạc phô trương lập đời. Sáng sống đi quý vị, sống đi coi nhau không? Trùng trùng điệp điệp sẽ đổi dời, ở đâu mà chật đất vậy thời hả con? Đi về năm núi bãi non, kìa kìa ai suối rồi ai mòn ai trâu. Thôi ráng tu đi nhau không? Đừng có sắc lụa tại màu, mình tu mình thấy được đó, ngạt ngào vô biên. Còn không tu đó, mình thấy thú ở giữa không hiền, rồi đây nó sẽ hết vô biên lạnh lùng. Dạ thưa bần sĩ ơi, ở đâu mà vậy bần sĩ? Mình nuôi chứ ở đâu? Mình nuôi cá chuồng, mình nuôi cá thùng, để mình du lịch lấy tiền mình ăn, sau này mình chịu nhăn răng. Nước tràn đồ đất đổ khó khăn ăn mình, nó ăn cái người mà đem nó ra đó, chưng biêu trước á. Nói vậy ha, thì quý vị cũng không nên buồn ha. Bữa nay đến gặp thầy một chút, thì thầy đang trị kinh Một Kiền Liên. Ủa thầy ơi, không phải tháng 7 tháng nào cũng có Phật hết á, quyển kinh sách nào giờ nào trị cũng được hết.
Nhưng tất cả các vị đại đức hoặc là Phật có cho biết rằng mùa tháng nào vậy đó, cho mình nhớ vậy thôi. Nhưng mà mình rỗi rảnh thì mình cứ trì kinh, mình cứ tụng kinh, mình cứ học kinh. Chứ đừng có nói tu đọc kinh nha, không có. Đọc là dường cấp có đọc, ổng đã mình không xính được đâu. Đừng có nói tu đọc kinh, không có được. Trì kinh, học kinh, đó, xem kinh, soi kinh, đó, sơ kinh nấu sự, đó, như thế nha. Ở đây cũng có ít bà con. Ngày mai đó, để thầy nghỉ ngơi nha. Tối nay ở phái đoàn nào đó không biết nữa, muốn gặp tìm. Nhưng mà lần này là thôi nha, không cho nữa đó. Lần cuối, không cho. Tại sao vậy? Có ai đâu mà cho. Đó, thấy không? Đi thì cũng như nổi trống đùng đùng, sưng bá, sưng hùng, lên xuống cổ xe, đâu có tu đâu. Trời ơi, thầy ơi, mặc áo tụng kinh sáng đêm thầy, ngồi thiền ngồi hoài không nghĩ kể, họ không mệt không nghĩ kể. Còn mình ngồi ở gốc cây mận, gốc cây xài, gốc cây quýt, nè, gốc cây dừa, nè, mình nghĩ, mình nghĩ, mình suy nghĩ đó, mình tu rồi. Khỏe không? Đó, thấy chưa? Đâu có gì đâu. Phật nói phải đảo ngược lại, chứ không đi chung với phàm như vậy được. Phải đảo ngược lại. Mình đừng có nói, trong cha mẹ tôi sinh ra, sao năm anh em mà không có giống ma ấy trơn? Giống sao được? Hạt giống ma, hạt giống quỷ, hạt giống Như Lai, hạt giống của tiên Phật Thánh, ta có ghi chú hết rồi đó nha. Bây giờ không sai, đừng có kêu, đừng réo, đừng cầu, đừng khẩn, tùy. Hạt giống của ai nó nở hết ra rồi mình thấy cái hoa đó là hoa gì? Đó, hạt giống đó, hạt giống gì? Còn tất cả quý đạo sĩ, anh em của mình tu đó, hạt giống gì? Đó, chứ đừng có nói tôi phải lỡ được kia tôi ngầu bồ đề hoài. Bồ đề này là giả, cái cây bồ đề này là tựa ngày xưa của Phật Thích Ca Mâu Ni. Để lỡ là bồ đề đạo tràng đó, để bây giờ nó mọc tứ tung hết trơn là vậy thôi, chứ không phải bồ đề tâm của mình. Tâm là gốc nè quý vị, ốc là ngọn. Quý vị hiền chừng 3 tháng đi nha, 3 tháng tốt đẹp, không có một cái gì cân phân hết, nó trổ ra. Trời ơi, gặp mặt cái trời ơi, em ở đây tốt vậy, sao có đi bác sĩ uống thuốc gì mà không thấy bệnh quá mà bây giờ vậy? Thì mình cười bên trong mình á, thấy chưa? Chứ đâu phải là tầm thường. Tâm là cái gốc. Xấu, hổ, tốt, đẹp, cao, thấp, dữ, hung, tàn, phá gì. Nè, vô đây. Cũng như mình bớt chân con mình ăn nó vô đâu. Nó nuốt vô đây hết. Còn cái tâm linh của mình nó hưởng trọn đó quý vị. Đó, Phật nói đó như là trái tim bất di bất diệt của mình. Hoa trái. Cái hoa là hoa thơm của con người hồi nãy thì nói chưa hết đó. Mình ở đây mình đứng mình dâng cúng, con xin cúng dường thân này cho mười phương chư Phật. Đứng 50 phút chắp tay khỏi cây hương này, tốn tiền giác mệt gần chết,